Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phòng chống tham nhũng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây: một số kết quả trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, xử lý nghiêm hành vi lập hồ sơ khống trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nguyên tắc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được đề án đưa ra là phải gắn với việc phục vụ người dân, thời gian chi phí thấp nhất nhưng hiệu quả cao nhất, đồng thời gắn với việc cải cách thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, rà soát bổ sung hoàn thiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn, mối quan hệ giữa các cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, Bảo hiểm xã hội cấp huyện để một tổ chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Năm 2019, tại Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh sẽ giảm 65 đầu mối cấp phòng của 63 bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 58 bảo hiểm xã hội thành phố, thị xã trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, nơi có trụ sở Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh đóng trên địa bàn. Cùng với đó, sắp xếp giảm Bảo hiểm xã hội cấp huyện đối với các huyện thuộc diện phải sắp xếp theo tinh thần Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị, thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, đảm bảo hết năm 2021, đạt mục tiêu tinh giản biên chế theo quy định. Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính đối với công chức viên chức ngành thanh tra. Chỉ thị nêu rõ, thời gian gần đây, một số công chức viên chức thanh tra không chấp hành nghiêm nội quy quy chế của ngành và Thanh tra Chính phủ, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành thanh tra. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công vụ của người đứng đầu một số cơ quan đơn vị thanh tra chưa được coi trọng, quan tâm đúng mức, việc phát hiện xử lý vi phạm chưa kịp thời, chưa nghiêm. Để kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế, toàn ngành thanh tra cần tăng cường kỷ luật kỷ cương, nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, chấp hành nghiêm quy định về những việc công chức viên chức không được làm theo quy định, thực hiện nghiêm chỉ thị số 10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Do vậy, công tác phòng chống tham nhũng đạt được một số kết quả quan trọng. Trong 9 tháng năm 2019, các cơ quan chức năng đã tiến hành 34 cuộc kiểm tra về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn và không phát hiện vi phạm. Tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 433 người, tăng 116 người so với cùng kỳ năm 2018. 100% cơ quan tổ chức đơn vị và 22.845 người trên 22.895 người thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập đã kê khai và công khai bản kê khai tài sản theo quy định, xử lý khiển trách một người kê khai không trung thực. Các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch hoạt động, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, thường xuyên rà soát sửa đổi bổ sung các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, đồng thời tiếp tục đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành. Các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 7.873 lượt người, tăng 20,75% so với cùng kỳ năm 2018, tiếp nhận xử lý 7.771 đơn, tăng 53,85% so với cùng kỳ năm 2018. Có 1.015 vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 832 trên 922 vụ. Qua giải quyết đã trả lại cho công dân 4.658 m2 đất và 73 triệu đồng, thu hồi về cho nhà nước 837 triệu đồng và 18 m2 đất. Toàn ngành thanh tra đã tiến hành 187 cuộc thanh tra hành chính, đã kết thúc thanh tra trực tiếp và ban hành kết luận 143 cuộc. Qua thanh tra phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế, xử phạt vi phạm hành chính 18 tổ chức và 53 cá nhân. Cơ quan công an đã thụ lý điều tra 21 vụ 54 bị can, trong đó khởi tố mới 13 vụ 46 bị can, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 4 vụ 9 bị can, tạm đình chỉ 2 vụ, đang điều tra 15 vụ 45 bị can. Viện Kiểm sát thụ lý giải quyết truy tố 4 vụ 9 bị can, tòa án xét xử 3 vụ 7 bị cáo. Thưa quý vị và các bạn, một vụ lập khống hồ sơ bệnh án để rút ruột quỹ bảo hiểm y tế vừa bị phát hiện tại một bệnh viện trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Chỉ trong vòng một tháng, nhân viên của bệnh viện này đã lập khống hàng trăm hồ sơ, kê khống trên 60 triệu đồng viện phí. Nếu không kịp thời bị phát giác, nguồn quỹ bảo hiểm y tế do nhà nước quản lý đã bị một số đối tượng trục lợi biến thành tài sản cá nhân.
Hành vi lập khống hồ sơ bệnh án bị phát giác khi vô tình một phụ huynh của học sinh trường tiểu học Nga Trung đưa con đi khám bệnh ở bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn. Qua kiểm tra phần mềm giám định bảo hiểm y tế, từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2019, cháu Phạm Quỳnh Anh 8 tuổi, con chị Hồng đã tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện ASEA Bỉm Sơn tổng cộng 4 lần. Trong khi phụ huynh của học sinh này khẳng định mới chỉ nghe nói chứ chưa biết bệnh viện ASEA ở đâu. Không chỉ gia đình nhà chị Hồng, qua kiểm tra phần mềm liên thông điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhiều học sinh trường tiểu học Nga Trung chưa từng khám bệnh tại bệnh viện ASEA Bỉm Sơn nhưng lại có trong danh sách khám bệnh của bệnh viện này. Con tôi học ở trường Nga Trung đây, thì nếu mà đi khám chữa bệnh một thì nên đa khoa huyện Nga Sơn, mà nếu mà có chuyển tuyến hoặc như thế nào chúng tôi đi lên đa khoa tỉnh. Chúng tôi chưa nên đến trường bệnh viện ASEAN ở trên Bỉm Sơn gì hết. Chưa biết cái bệnh viện đấy nó nằm ở cái khu vực nào. Năm nay có đi khám bệnh lần nào chưa? Có một lần ở Nga Sơn. Chứ con đã biết cái bệnh viện ASEAN ở đâu không? Không. Bố đã đi cho đi khám bao giờ chưa? Chưa. Gia đình anh Đào Văn Thắng có hai con đang học tại trường tiểu học Nga Trung, năm nay không hề đi khám bệnh ở bất cứ bệnh viện nào, cũng bị lập hồ sơ giả nhiều lần khám bệnh tại bệnh viện đa khoa ASEA. Thế các cháu của nhà anh có bao giờ đi khám bệnh ở bệnh viện ASEA không ạ? ASEA là ở đâu? Không biết bệnh viện đấy ở đâu mình khám. Trên cơ sở hồ sơ chứng từ thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và dữ liệu 7 tháng năm 2019, được bệnh viện đa khoa ASEA gửi lên hệ thống thông tin giám định đề nghị thanh toán. Cơ quan Bảo hiểm xã hội xác định, trường tiểu học Nga Trung có 248 học sinh được cấp thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng. Trong 7 tháng đầu năm 2019, có 144 học sinh có phát sinh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa ASEA với 295 lượt khám ngoại trú. Số tiền đề nghị Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán là 66.593.276 đồng. Tuy nhiên, chỉ có 5 gia đình xác nhận có tham gia khám bệnh tại Bệnh viện ASEA với tổng số tiền khám là 1.574.740 đồng. Như vậy, trên 64 triệu đồng còn lại được nhân viên của bệnh viện này lập khống nhằm rút ruột Quỹ Bảo hiểm Y tế của nhà nước. Trước những sai phạm của cán bộ Bệnh viện ASEA, Cơ quan Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế đã kiểm tra xác minh mức độ vi phạm. Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Sở Y tế đã ban hành quyết định số 33-2019 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện Đa khoa ASEA hành vi lập hồ sơ bệnh án kê đơn thuốc mà thực tế không có người bệnh nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự 45 triệu đồng và buộc hoàn trả số tiền vi phạm vào tài khoản thu của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Theo thông tin từ ngành Y tế, đối với cán bộ cố ý lập hồ sơ bệnh án khống, Bệnh viện ASEA đã xử lý kỷ luật và buộc thôi việc. Một giáo viên tại trường tiểu học Nga Trung đã cung cấp thông tin thẻ bảo hiểm y tế của học sinh cho Bệnh viện ASEA cũng đã bị xử lý kỷ luật và thuyên chuyển công tác. Bảo hiểm y tế là quỹ tài chính được hình thành từ nguồn đóng bảo hiểm y tế của người dân và các nguồn thu hợp pháp khác, được nhà nước đứng ra tổ chức không vì mục đích lợi nhuận, được sử dụng cho việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người tham gia bảo hiểm y tế. Việc lợi dụng chính sách của nhà nước trục lợi cá nhân như trường hợp xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa ASEA Bỉm Sơn là bài học cho những cán bộ, nhân viên y tế còn có tư tưởng lấy việc công để tư lợi cá nhân. Vụ việc cũng cho thấy các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm quản lý, tránh xảy ra những trường hợp tương tự gây thất thoát nguồn quỹ bảo hiểm y tế của toàn dân. Chuyên mục Phòng chống tham nhũng tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Đường dây nóng 0888153636, nơi tiếp nhận các phản ánh về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh, các vấn đề bất cập bức xúc trong đời sống xã hội, các khiếu nại về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Các thông tin gửi đến đường dây nóng sẽ được tiếp nhận, tác nghiệp và phản ánh qua một loạt chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ, hộp thư ống kính truyền hình và chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Đường dây nóng 0888153636, kết nối thông tin, niềm tin gửi gắm.